Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Từ đầu năm đến nay, tuy đối mặt với nhiều thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã nỗ lực chỉ đạo điều hành, quản lý thực hiện các nhiệm vụ được giao kịp thời, hiệu quả. Trong đó đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất hiện nay, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, giữ vững an ninh quốc phòng, thúc đẩy hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cấp, các ngành, các địa phương đã quyết liệt thực hiện phương châm điều hành của năm 2023 là đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả, vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, vừa khắc phục các bất cập tồn tại kéo dài nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm, vừa xử lý các vấn đề phát sinh khó lường, khó dự báo. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng tiếp tục xu hướng tích cực, tốt hơn tháng 5 và quý 2, tốt hơn quý 1 trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào kết quả chung của 6 tháng đầu năm 2023. Những mục tiêu lớn cơ bản đạt được, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được đảm bảo.